bắt bớt cua, bớt bắt cua rồi. Và cái này chúng tôi thấy là cũng phải là ginh không nổi rồi đó. Okay. Đó. Ôi là trời. Ba con cua. Cua xinh vậy đó. Cái con này, coi thấy nó gạt không? Nằm ở đây lệnh kênh hết trơn nè. Con này mềm thả lại. Sao ơi, cái gì vòng vòng bên đây là dữ lắm rồi đó. Ôi, 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 một anh cua to quá trời luôn kìa, thấy không? Để sẵn ra bớt đi ha. Cái con cua bự ở ngoài đó chắc chắn là cứng rồi đó, anh thấy nó vàng quá trời luôn kìa.